đi như được à? Chịu khổ đau nhé. Tôi đã biết tất cả mọi chuyện. Nắm tay nhau đi rồi. Mẹ lấy lá này, chờ con ngồi đây, con chờ mẹ nhé. Vâng. Anh này để đấy. Con ngồi đây chơi chờ nhé, mẹ lên trên này lấy nhá. Vâng. Chết rồi. Lâu lâu lấy cái này. Lấy cái này quạt không buổi cắn. Con xuống rất cọt. Chờ mẹ nhá. Vâng. Con không lên đây được đâu. Này dốc đó. Giờ mẹ có lau không? Có. Nhổ được nhiều chưa? Con đừng ăn lung tung nữa. Cơm lát nữa mẹ đi bán về xong có tiền xong là mẹ mua đồ về nấu cơm cho con. Con không đói đâu, con đùa mẹ thôi. Thế á? Khỏi nắng à? Vâng. Ui, ngon thế. Thế em chia lên đầu đi. Đúng rồi, chia lên đầu cho mẹ khỏi nắng. Chỉ con đắng vào cho nó được. Chia lên trên đầu cho mẹ. Mẹ con lấy củ cho mẹ nó, lấy củ bao đủ nó. Từ từ đó mẹ chặt ra đã. Con thấy rồi. Còn đất nhiều lắm, tí là bắn tay con ấy. Mưa nó dính đất này. Không này. Ừ, thế này vào cho mẹ này. Cái này không bắn ạ. Cái này
đẹp cơ, cho nó đẹp đẹp phải mới mua. Cấp tạm mua nó thật đấy. Ơi được rồi, được rồi, em đừng chùi vào áo nha. Biết chưa? Vẫn còn củ to này. Này, này mẹ ơi. Được rồi. Tôi con cho vào đây nha. Nào, đi nha. Đi con ơi, về thôi. Đi. Vẫn còn củ này. Con củ đất bé lắm, không lấy nữa. Đó luôn. Làm đây này. Đây à. Thơm ngon hoàn toàn cho sức khỏe, bánh mì Hoàng Huynh đặc sự thơm ngon. Kính mời quý khách thưởng thức bánh mì Hoàng Huynh, chất thơm ngon, hương vị đặc trưng ngon không tiếng nổi. Bánh mì Hoàng Huynh, món ăn đường phố số 1 Việt Nam. Bánh mì Hoàng Huynh, ăn lại nhớ. Xin trân trọng kính mời. Để tôi xem nào. Chị bị lâu chưa chị? Dạ vừa mới bị nó quẹt xe tôi xong rồi nó chửi tôi xong rồi nó đi luôn. Người đi ẩu thế nhỉ?
Đau nhiều lắm á chị? Vâng, đau ạ. Thế anh đi đâu mà đi về qua đây ạ? À, tôi đang trên đường đi họp ở trên huyện về. Giờ chị bị đau này, để tôi đưa chị về nhé. Tôi không cần đâu anh ạ. Không sao đâu. Để tôi đưa chị về. Con bị đau này sao đi bộ được? Để tôi khác đi được. Thôi để tôi đưa chị về. Đó không sao đâu, tôi không cần anh đưa về đâu. Đau này đi đường khó khăn lắm ấy. Tôi khác đi được, anh không cần lo cho tôi đâu. Để tôi đưa chị về. Anh buông ra đi, tôi khác đi được. Cô chú, con đi cùng chú. Đấy, cô bảo rồi mà. Không đi bộ được đâu, thôi để tôi đưa chị về nhé. Đưa cho ta. Tôi đưa chị về nhé. Đến đây thôi chị Mai ạ, đường bẩn lắm chắc sẽ không vào được đâu. Giờ để tôi dìu chị vào nhé. Vâng. Con biết đau. Hãy xuống nào. Con không bị đau. Đi, con đi trước nào. Mà chú có ối à? Sưng to, tím hết chân rồi. Bây giờ chị ngồi đây chờ tôi nhé. Tôi đi nhặt cho chị ít lá thuốc nhân tộc ấy, để đắp ngày mai là bớt sưng ngay. Vâng. Con đừng đủ ạ, đau. Uống thuốc mà mẹ uống thuốc là nó khỏi chứ anh. Chị khó ngồi chờ một lúc nhé.
Thằng bay lên suốt đều. Thằng bóng đã đứng khói hơn. Bây giờ xong để tôi đắp thuốc cho chị nhé. Vâng. Khánh nhanh nghịch. Con đừng nghịch để hút cái bột cho mẹ. Đắp này qua đêm nay rồi. Mai là hết sưng luôn. Chịu khổ đau nhé. Đằng sau mình đi đâu rồi? Cẩn thận một tí. Không, tôi đi với hai mẹ con cũng đi vào trong mép đường rồi mà không biết cái thằng bé này nó đi cái kiểu gì, nó quẹt vào nữa không biết. Hóa ra là cái xe khác này nó lại vào đây rồi. Này nó lại vào đây rồi. Cây lúc nào nó cũng vào đây. Chủ yếu của mình ở trong này. Tao vào trong xem. Thì tôi cũng cảm ơn anh đã giúp tôi, đưa tôi về đến nhà băng bó vết thương cho tôi. Bây giờ xong rồi thì anh cũng đi về nhà của anh đi. Chị Ma, chị đừng đối xử với tôi như thế. Tôi thì biết hết mọi chuyện rồi. Tôi biết mẹ tôi đã lên đây chửi bới chị thế này thế nọ. Tôi biết hết rồi. Nên là mong chị đừng có đối xử với tôi lạnh nhạt như thế. Thì bác nghĩ như thế là cũng đúng rồi. Tôi thì là cũng là người cũng đã có chồng có con rồi. Còn anh thì là thanh niên chưa vợ. Thì bác cũng nghĩ như thế là cho cũng muốn tốt cho anh thôi. Tôi cũng hiểu được nỗi lòng của bác. Làm mẹ thì ai cũng muốn tốt cho con của mình thôi anh ạ. Thì tôi cũng mong chị thông cảm với mẹ tôi nhé. Còn việc tôi hứa giúp chị thì tôi sẽ giúp đến cùng. Mà kệ người khác nói này nói nọ, tôi với tôi cũng không sao hết. Đấy, anh không phải làm như thế đâu anh ạ. À. Anh làm như thế rồi về bác lại cũng làm khó cho anh mà bác lại cũng không được vui. Thì, chị Mai ạ, bây giờ tôi nói với chị này, về bên phía mẹ tôi ấy là chị không phải lo đâu. Là từ từ dần dần là tôi sẽ nói chuyện với mẹ tôi. Tôi chắc chắn là mẹ tôi sẽ hiểu chị, sẽ hiểu tôi. Thì bác cũng không thể chấp nhận cho là cũng phải thôi. Mẹ nắm tay nhau thôi. Nắm tay nhau đi rồi. Mẹ cái thằng này. Không biết mẹ anh ta có bảo anh ta không. Sao lại anh cục an của con của bà này cứ về đây này. Không được mình phải đi bảo bà đến rồi. Chuyện cá nhân của tôi thì chị không phải lo đâu. Tôi tự biết, tôi tự xử lý được mà. Bây giờ chị đau chân rồi. Bây giờ để tôi đi đun nước rồi tắm rửa cho Khánh với lại nấu cơm nhé. Chị cũng đây đợi nhé. Anh không phải làm đâu anh ạ. Thôi cứ đấy, cứ để tôi. Đấy, tôi làm được mà. Tôi đỡ đau, tôi khắc nấu sau thôi anh ơi. Mẹ ơi! Ơi!
con đi lên đây nhé, con đi cẩn thận đấy, không ngã đấy. Mẹ mới bị đau chân rồi, con chơi cẩn thận đấy. Ai ở nhà tôi nhìn nhé. Ôi! Bác cho cháu hỏi cái bác có được bảo con trai của bác không? Cái anh công an ấy, con vẫn thấy vào trong kia với vợ con. Bác cũng bảo rồi, bây giờ bảo cũng không nghe, chẳng biết bác làm thế nào rồi. Bác bảo rồi. Bác phải bảo con trai của bác ấy, không thì là nó cứ vào trong kia với vợ con. Còn bác mà không bảo được đấy là con không tha cho nó đâu. Bác cũng bảo rồi, bảo nó có chồng rồi, có con rồi, nó là lợi dụng con thôi, bảo nó, bác cũng bảo thế nhưng mà nó không nghe. Vậy bây giờ bác chẳng biết làm nào nữa. Bác là mẹ của anh ấy, bác phải bảo nó chứ, không thể như thế được. Con ấy mà bác mà không bảo được là con tha đâu. Cháu cứ bình tĩnh, từ từ. Bình tĩnh là mình nghĩ nào, con bảo trước rồi đấy, mà bác không bảo được là con xử lý đấy, xử lý là con của bác ấy. Cháu đừng nóng, từ từ bác cũng bảo mà, dần dần đó cũng nghe thôi. Nghe như suốt ngày vào trong với vợ con hú ý ở trong kia, hôm nay con đi thấy con nắm tay nhau nữa ở trong kia. Giờ biết làm sao được, bác cũng bảo rồi. Thế chồng vợ của con thì con cũng bảo vợ con đi. Con bảo thì nó không cho vào đấy, nó không vào cho vào cái khu đấy. Vào là nó đánh con đấy. Giờ ba cũng bảo giờ nó ngày nào cũng bảo đi họp, đi gặp nhau thì bác không biết đâu được. Đấy, nó toàn nói dối, nó vào trong kia này. Ngày nào cũng bảo đi làm, đi việc. Con tức lắm rồi, mấy ngày nay con đi là cứ, con cũng vào đấy nhưng mà đi là không dám vào đấy. Thôi từ từ. Bác lại khuyên bảo nó đó. Nhớ là bác là phải bảo con của bác ấy. Không được con nhất quyết con không tha cho đâu. Bác cứ bảo nó đi. Về nếu mà nó về lúc nào thì bác cứ bảo nó nha. Rồi. Nó về thì bác con bảo. Con bảo trước ấy, nếu mà bác không bảo được là không xong với con đâu. Thôi cứ từ từ tính cháu ạ. Con không từ từ được đâu. Bây giờ con đi về đây. Tối nay về nó về bác có bảo. Nhớ là bảo cẩn thận đấy, không là con không tha cho nó đâu. Vậy con về đây. Con can được thằng chồng nó đánh cho thì chết á. Biết làm thế nào được nhỉ? Đi về bảo nó lần này là bảo con nghe thì mình cũng không tha đâu. Thế con bị hỏng mẹ. Xe hỏng hay là bị chỗ nào? Thế con bị hỏng hơn chủ ngoài quán ngoài. Thế con đi đâu vậy? Con đi làm thì. Con lại nói dối mẹ phải không? Con nói dối mẹ gì, ngày nào con để đi làm. Con không phải đi làm. Con nói dối mẹ đi nhà hai mẹ con đấy phải không? Không, làm gì có chuyện đấy. Con đi làm thật mà. Con nào cũng không tin con. Mẹ không tin á, lúc đấy thằng chồng nó còn về bảo mẹ là con với vợ của nó là hú hí ở trong lều kia kìa, nắm tay nhau kìa. Con làm gì đấy là việc của con lớn rồi, mẹ cũng can thiệp nhiều quá rồi đấy. Bao nhiêu con gái đẹp là con không yêu, thì đâm đầu vào cái chó nó có chồng có con rồi. Chồng nó đến nhà thì hôm nay là nó bảo không nghe thì nó đánh con đấy. Đấy, việc của con tự biết cách giải quyết. Thôi, con đi tắm đi. Bảo thì không nghe. Nói là con là cứ tránh trốn thôi. Mày bảo không nghe. Thế sẽ ra chuyện gì rồi? Mẹ bảo nó không nghe. Kệ con. Kệ cái gì mà kệ. Đến lúc xảy ra thì gì rồi? Con...
con với cái, bảo thì không nghe,